Hello, là Dũng đây. Dũng xin chào các bạn nha. Thì hôm nay là lại bắt đầu vào cái mùa Covid nữa rồi, cho nên là mình sẽ chơi ở nhà. Vì thế là mình quyết định mua cái liều để mà cắm trại tại nhà. Thì đây là cái liều hình vuông, khổ 2,5m x 2,5m, chiều cao 2,15m. Nó rất là thoáng luôn. Nó có hai cửa cái và hai cửa sổ, rất là thoáng nha các bạn. Thì Dũng quyết định mua cái liều này về để mà cho con gái Dũng với lại vợ Dũng cùng cắm trại ở trên sân thượng để mà trải nghiệm. Mình tập kỹ năng sống cho con gái mình từ từ. Bây giờ bé tháng này là cuối tháng bé được 3 tuổi, mình tập cho bé từ từ kỹ năng là vừa. Các bạn, thì bên trong cái bao đựng liều rất là gọn nha các bạn, đó vỏn vẹn như vậy thôi. Thì hơn bàn tay Dũng xíu, rất là gọn. Cái này mình để trên mô tô đi là rất là tiện luôn. Đây là cái liều mà Dũng mua, và đây là cái khung người ta đã dựng mẫu lên cho mình để mà mình trải nghiệm qua. Đã lắm mấy bạn ơi. Giờ mình sẽ vào trong mình xem nha các bạn. Các bạn thấy bên trong không? Rất là rộng nha. Thì 2,5m, 2,5m, cái liều này nếu mà ngồi là được 8 người. Còn nếu mà mình nằm á, là giường xếp này á, thì mình được 2 giường hoặc là 3 giường tùy theo sở thích của mình. Đã không bạn, đây là cửa sổ đây. Đây cửa cái, cửa sổ. Và có thêm một cái cửa lớn nữa. Đó các bạn thấy không? Thì cái cửa lớn này có một tấm bạt đưa ra ngoài luôn. Mình sẽ làm thành một cái mái che, ngồi trải thảm ngồi ngoài được. Đã lắm. Thì bây giờ cái này Dũng đã ướm kích thước ở trên sân thượng nhà Dũng là bề ngang 3,6m, thì cái này là 2,5m, đưa vô dây mình cột 4 góc ra là vừa ok. Cho nên là mình cảm thấy rất là thú vị khi mà chơi cái này ở trên sân thượng. Và mua thêm một ít đồ để mà thiết bị bên trong của cái liều, như đó là đèn để dùng cho liều và thêm một vài linh kiện nữa. Từ từ mình sẽ sắm thêm, sau khi mình trải nghiệm mình thấy cái nào cần mình sẽ mua thêm. Đã lắm, cái này đưa lên trong thượng chơi đã lắm các bạn. Và đây là một số liều mẫu mà ngay chỗ bán người ta để, rất là hấp dẫn các bạn. Trong cuộc sống thì phải có những cái trải nghiệm, và nếu như bạn có điều kiện thì cũng nên trải nghiệm cái này với lại gia đình hoặc là bạn bè để mà cuộc sống thêm thú vị. Dũng thì Dũng quyết định mua cái liều để mà cho con Dũng tập kỹ năng sống. Lúc nhỏ mình cũng có học những cái khóa kỹ năng sống kia rồi, cho nên bây giờ lớn là mình sẽ tập cho con mình. Rồi chúng ta sẽ đi tham quan tiếp để tìm một số món đồ cần mua. Đây là ghế, mình có thể ngồi trước lều hoặc là ngồi bên trong lều. Ghế xếp gọn gàng lại. Cái này mình có thể bỏ lên xe ô tô hoặc là bỏ lên mô tô được. Cũng nhiều loại lắm các bạn. Thành ra để bây giờ mình tham khảo trước thôi. Rồi về đầu tiên chắc là mình sẽ sắp xếp cái lều, dựng lều lên. Mình mới biết lúc đó nhu cầu gia đình mình cần cái gì sẽ mua tiếp. Ở đây có cái bàn xếp nữa các bạn. Cái bàn này xếp gọn lại để bên trong lều, đúng một combo nó luôn. Nhiều loại lắm, tha hồ lựa chọn luôn. Kích thước thì kia đồ đầy đủ. Thú vị. Lúc nhỏ không có điều kiện chơi bộ môn này. Bây giờ mình lớn rồi, mình có gia đình, có con, thì mình quyết định là cố gắng làm sao để cho con mình sẽ có được những kỹ năng sống qua những cái thiết bị này. Đây có túi ngủ nữa đó bạn, nhưng mà túi ngủ chắc là không cần tới đâu. Thì nếu mà ở nhà thì mình chỉ cần dùng gối và mền đem ở dưới lên trên sân thượng là được rồi. Đây có một số mẫu thảm lót trong lều để mà ngủ, đây bằng hơi thổi lên. Nó rất là ok, bây giờ chỉ còn lựa chọn cái độ bền và kích thước hay nhu cầu của mình để bỏ vào trong lều thôi. Mình tính toán làm sao là bây giờ ở nhà là hai vợ chồng với đứa con thì mình sẽ tìm cái kích thước để nó phù hợp. Có lúc thì mình sẽ dùng mặt bằng của cái lều để mà
mình ngồi sinh hoạt, và có lúc mình sẽ dùng thảm hơi này để mà trải nghiệm ngủ qua đêm cho con gái mình thử luôn. Hiện đây là những cái thảm ngủ, thảm hơi á, bỏ trong bao chưa có đem ra, còn hồi nãy là cái sản phẩm người ta trưng bày mẫu cho mình coi. Còn đây là một số mẫu, nó có kích thước luôn các bạn, 1m2, 1m9, 11cm. Rồi thêm 1m2, 17cm, 2m, nhiều loại lắm, tha hồ mà lựa chọn luôn. Bởi vậy bây giờ mình đang phân vân không biết lấy cái loại nào đây. Có thể chắc là mình sẽ lấy cái loại 1m4, 1m9, 11cm quá. Thì cái đó là nếu mà nằm ngang thì được 3 người. Rồi cái chân thì mình kiếm gì mình chêm vô thôi. Còn không mình phải ghép thêm nệm vô. Dũng thấy nệm ngủ là cái mà về cảm giác và về cái sử dụng là nó cần thiết phải suy nghĩ nhiều. Cho nên là bây giờ là mình chưa mua liền đâu. À, mình sẽ về mình tính toán lại kích thước, ghi các cái rồi mình sẽ mua. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên khu vực khác. Đây là có một số mẫu về đèn treo trong lều, có độ sáng được chia theo công suất. Các bạn xem qua. Các bạn thì ở đây có hai loại đèn mà Dũng thấy là nên lựa chọn, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại rồi là do cái kích thước lều của Dũng lớn hơn những cái lều thông dụng mà các bạn đi ra biển ngày kia chơi, cho nên là bắt buộc Dũng phải chọn cái loại đèn này, công suất nó lớn. Đây so với là cái đèn mà còn lại thì nó gấp 2 gấp 3 lần, cho nên là chắc là mình quyết định chọn luôn cái đèn này. Thì đèn này chỉ để trong lều được thôi, không để ngoài mưa được nha các bạn. Do giá tiền thì nó cũng vừa thôi chứ không phải là đắt lắm. Như những loại đèn chuyên dùng để đi cắm trại ngoài xài lều mà đi mưa được thì giá nó cao hơn rất là nhiều luôn. Mình thì mình chơi tại nhà đã, chắc là mình xài cái này là vừa hợp lý rồi. Lý do mà mình xài này là bởi vì mình không muốn phải đấu dây này kia, đồ đi dây là cắt cái lều, là lủng cái lều kia đưa dây điện vào trong, cho nên là mình sẽ chơi cái này. Đây các bạn, nhúng vô các bạn coi thử nữa các bạn. Đó, đèn này nó có 3 chế độ nha. Màu đỏ nè, SOS á, màu trắng nè, rồi sáng hơn nữa nè. Đó, nó màu trắng á, là ánh sáng trắng là có 2 chế độ. Sáng yếu hơn này thấy không? Rồi, màu đỏ nè thấy không? Và off. Rồi tắt đèn luôn. Ở đây có báo pin luôn. Ok, cái này ổn, Dũng sẽ lấy cái này. Rồi, thì trước mắt là hai món đồ Dũng sẽ mua để về cho con gái Dũng và gia đình trải nghiệm là hai món này trước. Về nó không phải là như đây đủ đâu bạn, mình còn phải mua thêm một cái tấm bạt bằng cái diện tích cái lều hoặc là lớn hơn tí xíu để mình trải phủ dưới nền đất, rồi mới để cái lều lên trên thì nó mới đúng, để mà bảo quản cái lều được tốt hơn và nó tránh nước mưa rồi kia. Rồi bản thân cái lều, cái nền dưới đáy lều vẫn tránh mưa được, nhưng mà mình muốn kỹ hơn, đó là nguyên tắc không làm lũng lều. Bây giờ mình ra tính tiền luôn, cái đèn treo trong lều và cái lều, rồi còn thêm thảm trải trong lều và bàn ghế nữa, cái đó mình tính sau để coi nhu cầu như thế nào. Chứ nếu mà cái bàn mà bình thường đưa vào bên trong lều cũng là một cái vấn đề khó, bởi vì sẽ làm lủng cái đáy lều. Mình sẽ tính từ từ. Ok, giờ mình tính tiền nha các bạn. Giờ cà thẻ nha các bạn, cà thẻ gì đam mê nha, cho con ha. Mà Dũng ký cho mình cái này. Đây là hóa đơn của ngày hôm nay. Đam mê nha các bạn. Cái lều là 2.795, cái đèn là 620. Khi mà về mình dựng cái lều lên kia rồi cho bạn coi lại trải nghiệm của mình nha. Dũng cho các bạn xem sơ qua những cái trang thiết bị ở lại cửa hàng này nha bạn. Những cái lều rất là thú vị nha bạn. Đã lắm, đây lều mini dành cho em bé chơi nè. Họ đi cắm trại cái chỗ mình ngồi đỡ nắng thôi.
Đây cũng có lều để mà hai người mini nhỏ nhỏ, nó thấp tới khoảng tới ngực của mình. Mê lắm bạn ơi. Ai có nhu cầu thì hãy đến đây mua nha. Đã lắm. Lều này thì hình vuông nhưng mà kích thước nó nhỏ quá, cái này cũng khó nằm. Cái nằm được một hai người thôi, chứ là đụng chân rồi. Cái lều bên đây thì nằm được hai người ba người. Còn cái lều bên đây thì một người là thú vị. Các bạn Dũng cho các bạn coi cái lều này cũng ok lắm nữa bạn. Bên trong lều này nó chỉ làm hai ngăn. Thì nếu mà mình đi mô tô á, cái kích thước bề ngang của cái lều này á là chứa được chiếc GSA luôn, bò sữa luôn á. Rất là ok nha. Mình bỏ xe vô đây mình cất. Trong đây mình cất được hai xe luôn á, hai xe GSA luôn á. Rồi đi vào bên trong nữa thì nó có một cái phòng nhỏ bên trong. Phòng nhỏ bên trong này ngủ được khoảng 2 người, 3 người. 2 người là thoải mái. Nhưng mà Dũng không có chọn cái lều này bởi vì cái cách mà lắp ráp của nó thì nó hơi rườm rà. Và cái mẫu của nó thì Dũng không thích lắm. Bởi vì những lý do vậy. Đó, các bạn thấy nó không có đều. Và một bên cao bên thấp. Đây là bên cao nè, còn bên đây bên thấp nè. Rồi thêm một phần nữa là bên trong. Thì bên trong là nó lồi nè các bạn thấy không? Lồi những cái chỗ này thì tại vì người ta thiết kế cái lều này á là cho ngồi picnic cắm trại ở đây nè. Còn không là mình đem xe vô mình để, thành ra mình sẽ tháo được cái tấm bạt này ra. Không dùng tấm bạt này. Cho nên là nó hở cái chân cát kia, sình bùn người kia là cái đó Dũng không thích. Còn cái phòng bên trong thì lắp ráp nè. Ở đây nó lỗ này nó hở vô. Dũng không thích luôn. Cho nên mình không chọn. Và cuối cùng là mình chọn cái lều. Cái lắp ráp tốt nhất mà mình cảm thấy là mình ok với mình. Mình chọn, mình mua cái lều này. Ở đây rộng lắm nha các bạn. Mênh mông luôn á, nhưng mà nhu cầu của mình thì hôm nay mình sẽ không có đi tiếp. Để mình về mình sắp xếp cái lều của mình, tại vì bây giờ đang hứng thú về cái lều hơn. Rồi thì hãy các bạn những ngày sắp tới nếu mà có dịp mình sẽ review qua nguyên cái khu vực trong đây cho các bạn xem qua. Thì nhưng mà cái này cũng không phải là mới mẻ nữa, chắc là mọi người cũng biết cái khu vực này rồi. Chỉ có những bạn nào ở xa chưa biết chỗ này thôi, thì hy vọng có dịp qua dịch cúm này kia các bạn đến chơi ủng hộ. Đây rất là nhiều đồ để mua và trong đây là cái gì cũng thích hết á. Đối với sở thích của Dũng thì ở đây là rất là nhiều thứ mà nó hợp với gu của Dũng. Ok rồi, thôi xin chào các bạn nha. Dũng đã về tới nhà nha các bạn. Do là ghiền quá nên bây giờ Dũng quyết định là sẽ hút bụi sân thượng. Rồi mình sẽ dựng thử cái lều xem như thế nào, trải nghiệm thử. Ghiền quá, sân thượng mình đang chống thấm, chưa làm xong. Đây là mình chét cái dầu hắt rồng đen để chống thấm. Mai mốt là mình sẽ chám luôn cái dầu hắt lên trên cái nền dập bông luôn, cho nó đen hết luôn, mình trang trí lại cách khác của mình. Ở đây thì mình sẽ để cái lều. Và ở đây mình sẽ để cái hồ bơi của con mình. Ok, bây giờ Dũng hút bụi nha bạn. Và mình sẽ dựng lều, khi mà dựng xong Dũng sẽ quay cho các bạn xem qua. Bởi vì do là mình đang quay bằng iPhone cho nên là cũng không có cầm để mà làm được. Rồi khi nào xong cái lều Dũng cho các bạn xem nha các bạn. Các bạn cuối cùng thì cũng dựng xong cái lều rồi các bạn. Quá đã luôn. 46 phút. Đây là lần đầu Dũng dựng lều, thành ra cũng chưa quen lắm. Mình phải tự mò cách để mà dựng. Nhưng mà cũng dễ lắm. Cái cây này nè các bạn. Là những khớp nối. Nối vô với nhau, đi đánh vòng xéo hình chữ X của bên kia.
bên đây một cây đánh vòng xéo hình chữ X về góc dưới kia, rồi là căng cái lều lên và mình dây mình cột bốn góc đằng sau, hai bên đây cũng vậy luôn là ra được cái lều. Đã lắm bạn ơi. Dũng sẽ tắt cái đèn ở trên đây và mình sẽ thử cái đèn này nha các bạn. Cũng mới sạc pin 4 nấc, Dũng đã sạc được 3 nấc rồi. Thì giờ mình test thử như thế nào. Đó các bạn, thì đại khái cái đèn này như vậy các bạn. Đó, treo lủng lẳng như vậy đó. Rồi đây là bên trong lều, ánh sáng thực tế của cái lều. Vui lắm. Cắm trại ở đây cũng ok. Không biết là con gái có sợ không, sợ bóng tối không. Mình sẽ thử như thế nào. Đó, con mình đang lên nè các bạn. Wow. Em mở đèn cho Nhi nhìn. Đó, con gái mình nó thích kìa. Con thích không? Wow. Bà mua quà sinh nhật cho Nhi nè. Wow, ơi, vô không? Ừ, Nhi đây. Nhi con gái Dũng đang tìm đường đi vô trong lều. Hello. Hello. Ok, để ba mở cửa nha. Đây, cho con gái vô trong lều á. Nhi thích không? Cái này là Dũng đang mở cái đèn bên ngoài của sân thượng nha bạn. Cho nên nó mới sáng như vậy á. Em vô, em vô thử. Vô thử đi. Vui lắm, đã lắm nha các bạn. Thích không Nhi? Con thích không? Rồi đóng lại, kéo bánh xe của tiên xuống. Đó, bây giờ kéo xe của tiên xuống chống mũi nè. Con gái mình nó khoái quá, đang chạy lang thang chồng. Rồi thì video cũng dài rồi, Dũng xin phép kết thúc video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trải nghiệm sau của cái lều vào những ngày sắp tới. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. À các bạn ơi, nếu các bạn thấy video này hay và hấp dẫn thì các bạn hãy ủng hộ Dũng bằng cách là cho Dũng một like và subscribe kênh giúp Dũng nha các bạn, chia sẻ kênh để cho kênh ngày ngày phát triển hơn, thì Dũng sẽ có cái điều kiện để mà làm video nhiều hơn gửi đến các bạn. Chúc các bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào thân ái.